Tháng 3 hàng năm được chọn là tháng thanh niên và tháng thanh niên đã không còn xa lạ với tuổi trẻ thành phố. Đây là một trong những đợt hoạt động cao điểm khơi sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng. Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh bước vào tháng hành động cao điểm năm nay với tâm thế tham gia các phần việc để phát huy hiệu quả nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt bám sát thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ, mục tiêu mà thành phố xác định. Lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 và ra quân chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2024 diễn ra tại công viên Bình Phú, phường 11, quận 6. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh. Tháng thanh niên năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng 2 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 với nhiều nội dung công trình phần việc thiết thực ý nghĩa nhằm tạo môi trường cho thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo, tích cực trong tham gia phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, chủ động vào quá trình chuyển đổi số và triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội. Với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng, Ban Thường vụ Thành đoàn xác lập hệ thống gồm 11 chỉ tiêu. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thành phố tiếp tục thực hiện 8 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 1. Công trình sông Sài Gòn, con sông của thành phố tôi. 2. Công trình bản thông tin giới thiệu tại căn cứ cách mạng khu ủy Sài Gòn gia định Y4 tại tỉnh Bến Tre. 3. Công trình lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 đến nay. 4. Công trình trùng tu di tích lịch sử núi Dinh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 5. Công trình xây dựng đảo thanh niên tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. 6. Công trình phòng truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến. 7. Công trình cổng dữ liệu mở thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. 8. Công trình cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức. 11 chỉ tiêu. 1. Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động thúc đẩy đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng sáng kiến nhằm tham mưu thực hiện có hiệu lực hiệu quả nghị quyết số 98 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. 2. Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn tổ chức ít nhất một hành trình về nguồn đến thăm căn cứ cách mạng của thành đoàn, bia tưởng niệm, di tích lịch sử gắn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 3. Tiếp tục đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết kết luận chủ trương của đoàn, nghị quyết số 98 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội đoàn các cấp. 4. Thành đoàn thành phố Thủ Đức, các quận huyện đoàn có ít nhất một hoạt động hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả. Mỗi quyền đoàn hỗ trợ giới thiệu ít nhất một sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, mỗi xã một sản phẩm OCOP. 5. Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới tại địa phương, đơn vị. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố phát động trồng mới ít nhất 40.000 cây xanh. 6. 100% quận, huyện đoàn, thành đoàn thành phố Thủ Đức và tương đương tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày, những bước chân vì cộng đồng. 7. Hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 8. Phát triển mới ít nhất 25.000 đoàn viên, phấn đấu thành lập 50 tổ chức đoàn hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 9. Phấn đấu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 10. 100% cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tình nguyện cấp cơ sở, hưởng ứng các ngày cao điểm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động. Phấn đấu 500.000 lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức trong tháng thanh niên 2024. 11. Tổ chức thành công lễ hội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2024, thu hút ít nhất 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các nội dung hoạt động. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn tặng 50 phần quà dành cho đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 30 phần quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận 6. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tiến hành ký kết phối hợp Lữ đoàn 125 Hải quân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện trong năm 2024.
Đồng thời, chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện đã trao tặng 5.000 con vịt biển giống cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và 2.000 con vịt biển giống cho Lữ đoàn 125 Hải quân. Trong khuôn khổ lễ khởi động, 30 đội hình trong chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quân thực hiện các hoạt động trong năm 2024. Thông qua chương trình, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo, đem kiến thức kỹ thuật khoa học và công nghệ của trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực chuyển đổi số trong công tác đoàn. Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2024 tập trung tổ chức nhiều cái nội dung giải pháp trong thực hiện cái chủ đề năm thanh niên tình nguyện, trong đó tập trung vào những cái nội dung cụ thể, đó là tập huấn chuyển giao các cái mô hình kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt. Chúng tôi tập trung vào đội hình chuyển đổi số hỗ trợ cho 5 huyện ngoại thành, và xuất phát từ thành công của đội hình hỗ trợ chuyển đổi số tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với việc số hóa các cái bản án từ năm 1975 đến nay, thì năm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng cái đội hình hỗ trợ chuyển đổi số và số hóa dữ liệu tại các sở ngành, quận huyện và các đơn vị khác. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tập trung các cái giải pháp về tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực số, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Chúng tôi cũng sẽ tập trung các cái giải pháp đổi mới sáng tạo để khuyến khích, kêu gọi vận động tạo điều kiện môi trường để đoàn viên, thanh niên thành phố hiến kế các ý tưởng, giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết 98 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ khởi động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện. Tại chung cư Bình Phú thuộc phường 10, quận 6, diễn ra chương trình tập huấn phòng cháy chữa cháy, trao tặng cho người dân 50 chậu cây xanh, 30 bình chữa cháy và 100 lá cờ. Hoạt động được người dân phấn khởi đón nhận, góp phần xây dựng chung cư xanh sạch an toàn. Gần 100 đoàn viên thanh niên của quận đoàn 6, đoàn trường đọc sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm công tác xã hội thành phố đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực dưới chân cầu Rạch Cây, quận 6. Khu vực chỉ hơn 500m2, nhưng ở đây có rất nhiều rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình ở ven khu vực, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thông qua hoạt động đã thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố, cùng nhau xây dựng thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn, đồng thời tuyên truyền đến đông đảo người dân về việc ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, đúng với tinh thần của chỉ thị 19 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã phát động. Đoàn thanh niên thì thường xuyên là đi đến tất cả tổ dân phố, khu phố của phường 10 để làm những công tác đó, là tuyên truyền là làm xanh sạch đẹp cho cái môi trường. Tất cả các lực lượng thanh niên về đây rất là đông, mà làm từ hồi 7 giờ đến 8 giờ đến giờ này thì bây giờ mình thấy trên cái diện mạo của cái kinh rạch và khu phố rất là xanh sạch đẹp. Là đoàn viên thanh niên thì em rất là vui và vinh dự khi được tham gia các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực gầm cầu Rạch Cây, thì cũng góp một phần đóng góp sức trẻ của mình để đóng góp cho thành phố của mình ngày càng xanh sạch đẹp. Qua đó cũng đã tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến bà con tại khu vực nhà của mình nói riêng và cũng như là tại khu vực gầm cầu nói chung. Dịp này, 70 thanh niên của quận 6 đã được kết nạp vào tổ chức đoàn. Buổi lễ diễn ra trang trọng tại khu tưởng niệm căn cứ Hố Bần, để lại nhiều cảm xúc cho các bạn đoàn viên mới kết nạp. Tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch liên tịch giữa Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ với trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ trong năm học 2023-2024. Theo đó, 10 sinh viên năm thứ tư ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non đang học tập tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực tập sư phạm tại trường mầm non Thạnh An và trường tiểu học Thạnh An từ ngày 28 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2024. Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện gắn với chuyên môn, tạo điều kiện kiến tập, thực tập, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp của đoàn viên thanh niên, sinh viên. Qua đó kết nối, tạo nguồn giáo viên trẻ, tăng cường cho các trường tại xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Bằng tất cả tinh thần, ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, tháng thanh niên năm 2024 sẽ là cột mốc khởi động cho những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề công tác Năm Thanh niên Tình Nguyện.
tạo nên một môi trường hành động, phong trào sôi nổi thi đua học tập, lao động trong thanh thiếu niên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố năm 2024, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.